Rồi, hôm nay làm gì đây? Hôm nay mình sẽ làm gà hấp rồi xong cái xì dầu với gừng nha. Thì lấy cái này nè, cái nồi này nè. Rồi mình để cái đồ ở dưới đó. Xong lực gừng á, cắt miếng miếng này nè. Gà trước khi mà bỏ vô đây thì mình phải rửa với muối, rửa đi rửa lại mấy lần vậy đó. Ở trong bụng rồi ở ngoài da cái chà muối lên. Không, mình sắp gừng mình đỡ ở dưới. Rồi mình sắt gừng mình bỏ trong cái bụng gà vậy thôi. Rồi để này vô cái dặn dặn lửa lên, rồi nó không phải là chờ nước sôi mới mới để vô nha, bỏ vô là dặn lửa lên liền. Thế rồi đậy nắp, cái lúc mà bắt đầu nước sôi đó thì mình tùy theo con gà, nhưng mà nếu con gà này hấp cỡ chừng 45 phút tới 50 phút. Ok, rồi trong thời gian đó thì mình đi làm cái chuyện khác. Cái nước sauce. Ồ nha, nước sauce mà để làm gà. So, ok, chút xíu nè chị. Ok, thôi bây giờ dậy đi. Đó, bật lửa lên, rồi đậy nắp lại. Nha. Nắp đâu, nắp đây. Like that. Chút trở lại nha. Nhớ nha, để vô, để nước ở dưới. Để cái mâm đó lên, để gà lên đó. Bật lửa lên. Nước sôi thì bắt đầu thấy cái nắp này mà nó nhảy 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 lên đó, nó sôi lên đó là bao 45 phút tới 50 phút. Muốn chắc ăn thì lấy cái cây đũa mình đâm vô cái chân của nó. Ok, tí nữa rồi I'll show you. Ok, bye. Rồi à, cái tay đau quá không làm được nữa giờ đó, nhờ dép Julian cái chân giờ nè ha, cái làm này. Bành tỏi. Okay. Rồi. Làm gì vậy? Tại mình làm gì? Đang muốn xào tỏi hoài. Chán. Đang muốn xào mắm ruốc. Chán. Bây giờ mình sẽ làm rau muống xào chao, nhưng mà xào chao kiểu Hồng Kông nha. Mình sẽ get into that. Cái gà này nãy giờ là hấp xong rồi. Hấp xong mà mình đừng có dội vào lấy ra. Ví dụ như mình nói là lúc mà nước bắt đầu nó sôi lên đó là mình để cho 45 phút, mà 45 tới 50 phút thì mình tắt lửa, nhưng mà vẫn để nắp vậy để cho nó từ từ nó vẫn xài cái heat để cho nó chín, chứ không có cần lấy ra liền có đâu làm gì được, nóng thấy bà sao cắt. So just leave, nó để như vậy nha. Cái gà của mình đó, nó không có màu vàng giống ngoài tiệm, nhưng mà nếu muốn làm màu vàng thì không có khó, là mình chỉ lấy bột nghệ với lại cái mỡ của con gà đó. Rồi xong cái hai miếng dầu cũng được, mình chét lên cái lưng của nó, chét lên cái mình nó thì nó là màu vàng. Nhưng mà nếu ở nhà mình ăn thì mình cần gì phải làm mấy cái chuyện đó làm chi mà extra step, ăn cũng đâu có ngon hơn phải không? Ở ngoài người ta làm cho nó đẹp thôi, chứ mình đâu cần đẹp đâu, mình chỉ mà cần ăn ngon thôi, nhưng mà nó cũng đâu có xấu đâu. Look, anh gỡ nắp nha, chờ nha. Đó, thấy chưa đẹp không, cũng đâu có xấu đâu. Để gì đi, chút xíu nữa mình lấy ra cái nước ở trong cái đó là cái nước của con gà chảy ra, thì mình xài chút xíu nước đó, đừng xài hết thôi, không xài hết cũng được không sao. Rồi cái gừng này đó, cái gừng này thì mình sẽ để với dầu, cái mình nấu cho nó gừng nó vàng lên, thì cái lúc mà mình chặt gà mình chặt ra cái xong cái mình cái này nấu lên sôi lên tí nữa, tới lúc đó mình sẽ làm cho coi. Nhưng mà này cho nó vàng vàng cái mình đổ lên cái gà ha. Rồi hành hành lá thì mình cắt nó vậy nè, mình ngâm như nước cho đừng có nồng, đừng có để liền cái lúc mình đổ dầu lên con gà xong hết cái mình rải cái hành lá lên cho nó đẹp. Rồi cái nước nước sauce là gì, nước sauce thì dễ dàng lấy chừng 5 chai này, cái xong cái nói chuyện chơi. Đồ, này nè. Thấy không? Pearl River Bridge Seasoned soy sauce for seafood. Nó để là seafood nhưng mà mình làm gà. Hôm qua kiếm cái này không có nữa, thành ra xem tin cái nào hiệu nào cũng được. Tại sao lại xài nước này? Tại nước tương này nó lạc lắm. Nó không có mặn giống như tương bình thường. So, mình làm sao đây? Một muỗng canh đường. Một muỗng canh đường. Một muỗng canh nước
nước nóng để cho mình tan cái đường ra. 4 muỗng canh này, xô 1, 1, 4 nha, 1, 1, 4. Cái con gà đó thì mình làm hai lần như vậy là hai đường, hai nước, 8 cái muỗng này mình quậy cho đều. Thì chút xíu nữa, chút xíu mình làm cho coi. Còn rau muống xào tỏi, ê mà rau muống xào xào chao thì đây nè, cắt miếng ớt, cắt cái gừng, dép đập tỏi rồi phải không? Cái mình bỏ tỏi vô trước, bỏ gừng, bỏ ớt vô, mình xào cho nó thơm thơm, rồi mình bỏ 3 muỗng chao. Chao này, chao nào cũng được, 3 muỗng, 3 cái cục chao. Tùy theo gia đình muốn ăn nhiều chao thì bỏ nhiều, ít chao thì bỏ ít. I can see your face in there, man. Oh, really? Yeah. Coi. Rồi xong cái một muỗng muỗng đường, không có xài bột nêm. Một muỗng đường, chút xíu bột ngọt. Nếu bột ngọt không sao thì thêm đường thôi. Rồi hai muỗng, cái này muỗng teaspoon nước mắm. Rồi chút xíu nước để cho nó đừng có bị cháy cái chảo. Rồi xong. Ha. Một chút nữa làm cho coi. Ok, so come back later. Ok, bây giờ mình xào rau muống. Chút xíu thôi. Chút xíu dầu thôi nha. Cái tay đau quá thành làm hơi giống handicap chút xíu, dặn cái lửa cao cao. Tại sao mình xài cái chảo này? Tại nó rộng á. Ok. Để nó rộng chút xíu. Cái chảo này đó thì nó nóng lẻ lắm. Trước tiên cái kiểu này nãy bà đi nói rồi, mình xào cái rau muống xào chao kiểu này kiểu Hồng Kông nha. Trước tiên mình bỏ gừng nè ha, bỏ gừng trước tại gừng nó thế. Okay. Bỏ gừng cho gừng nó hơi vàng vàng chút xíu. Yeah. That was loud. Bỏ gừng chút xíu rồi xong cái mình bỏ tỏi vô. Okay. Bỏ gừng, bỏ tỏi. Nhưng mà mấy cái này á, nếu mình chặn lửa rất là cao thành ra mình phải làm liền nha, không thôi nó cháy đó, nó cháy thì sao được, không có được đâu. Okay. Cái tỏi nó vừa vừa thôi. Đây con xích lại chút xíu không con. Rồi mình bỏ ớt vô luôn. Ok. Dặn lửa thấp thấp lại đi. Đừng có để mà nó cháy quá không có được đâu. Rồi bỏ rau muống vô. Ok. Thành ra dầu rồi gừng, tỏi, ớt. Thơm không con? Yeah. It's good, huh? Cái hũ cao này nè. Ây da. Hold on. Oh, you open it? Hold on. Hold on. Hold on. Nó được rồi. Yeah, go ahead. Con mở giùm ba đi. Thả lắm. Mở cái nắp chao mở không được tin không? Nè, con. Okay, why not I no, cầm đi con. Cầm. Hey. Ok. Thế mình đã lửa thấp rồi, không sao. Nó nguyên trái thôi. Tí nữa đó mình ready xong mình dặn lửa lên cao lại. Ok. Thấy cái này không? Đó, đẹp không? Uh-huh. Rồi, vậy nha. Thì trong thời gian này nó vậy thì mình dặn lửa cao cao lại chút xíu. Cái chao này nè. Nãy mình nói rồi bạn, cho tùy theo gia đình mình muốn
mình không có ăn mặn thì ba cho ba cục này ha. Đây. Đây. Cho ba cục chao. Lấy chút xíu nước chao. Đổ vô đây. Mình lấy chút xíu nước lạnh. So, I'm gonna take a little bit of sugar water. Chút lạnh thôi. Nha. Mình đánh dầm lấy chao ra. Ok. Ok, thế khoan, rồi xong mình cho chút xíu bột ngọt. Không cần đâu, nhưng mà I like it. Chút đỉnh. Ok. Chút đỉnh đường, so let out, ở bên back of the place. Chút đỉnh đường, bỏ vô đây luôn. Ok. Đây nè, thấy không? Chào. Rồi đổ vô đây nha. Đến nè, đổ xuống. Cái chảo này nó mỏng, thành thử ra nó nóng lẹ lắm. Thôi. Okay. Mình đổ nước vô này con thấy mất tiêu nước hết trơn không? Nếu mà thấy mất tiêu nước hết trơn á thì đã a little bit more water. À, thêm chút xíu nước nữa tại không thôi nó cháy. Nó sẽ tan luôn á. Cái khó cực là không muốn cho cái chảo bị cháy. Thì theo cái chảo mình xài nha, cái chảo này thì cái chảo này là nó nóng high heat. Mà thử ra nó cháy lẹ lắm. Đó. Cái chảo này cái wok này nó để cho xào. Nó nóng lẹ lắm. Vậy thôi, rồi xong mình chờ cho cái này nó mềm xuống là we good. Do you cover this? We could, nhưng mà mình không có nắp. Không cần đâu con, cover cũng được, không sao. Just make sure là nó, cái nước này nè, thấy không? Uh-huh. Nó còn nè, con nghiêng qua nè, uh-huh. Con thấy cái nước không? Make sure là có cái nước, còn nếu không có nước thì có đổ nước thêm. Chưa xong đâu, còn cuối cùng thì ba mới cho 2 muỗng nước mắm. Okay. Nhưng mà cái that goes less. Cho nó thơm thôi, chứ không phải là ấy dạ. Ouch. Nói vậy đó. Hay ham. Yeah. Nóng rồi, chết rồi. Giật. Mày dạ thấy thơm không? Been a long time, haven't you? No, yeah. Rau muống mà xào chao kiểu Việt Nam mình khác sao? Tại Việt Nam mình xào á chỉ tỏi với lại chao. Còn cái này á kiểu tàu thì có gừng với lại ớt. That's it. Basically the same. Gừng với ớt thôi. Việt Nam mình mấy cái này như Việt Nam mình không có xào gừng thì mấy. Rồi tùy theo gia đình mình muốn ăn giòn thì ăn giòn, mà miếng great sweet mình không ăn giòn được. Yeah. Mình phải ăn cái nó mềm nè. Thấy cái cọng này con để cái zoom vô. Con xích lại đây. Thấy không? Uh-huh. Đẹp không? Thôi dạ. Đó thì cho nó chín thêm chút xíu nữa. Hai cha con không có ăn cái giòn giống như hủ qua xào cũng vậy nữa. Người ta thích ăn giòn nhưng mà mình ăn giòn không được. Nó nghe cái mùi sống á. It's gross, ăn không được thôi. Nhưng mà con nhớ cái lúc mà đổ nước á, don't over water, tại vì cái rau muống này nó sẽ chảy ra nước. Oh, okay. Ra thử nữa lúc á, con thấy ôm mẹ chết rồi, mà nó sẽ ra. It's okay, cái nước này mình bỏ vô cơm mình ăn. Okay. Cho nó đừng có bị khô đó. Uh-huh. Mà nhỏ ba thích ăn vậy.
bà nội chuyên môn lấy cái nước này chờ bỏ vô cơm cho ba. Mẹ. Có nhiều người người ta xào rau muống thì trước khi xào người ta luộc. Để cho cái màu xanh. You don't need to. Với lại mình ăn liền mà xanh gì vô trong bụng nó chưa đổi màu đã vô bụng rồi. Right. Đó, vậy thôi, cái tay đau quá thành nữa ra. Giống như xào không được đẹp thôi nha. Gia đình mình nói gì quên rồi. Thôi. Hả? Bà định nói cái gì gia đình gì quên rồi. Thôi vậy đi. Đó vậy đó con. Cũng không cần mà đậy nắp nữa. Chút xíu là chín rồi. Bây giờ ba có thể ba tắt được lửa. Nhưng mà thôi để cho chín chút xíu ha. Nó mềm. We can't eat crunchy. Đó, trộn là trộn vậy nè. Để cho cái chao nó đều đều nè. Con thấy chao dai dính không? Nè, chao còn dính đây nè. Đó, thì cái mục đích đó con, the purpose là con lấy cái chao đó, con chấm vô nước vậy nè. Để cho cái chao nó tan vô cái nước này. Thấy không? Đó, vậy thôi. Ba nếm thử nha. Đó, nó rách quỷ. Không có mà đúng cái đũa vô là liếm nhúng vào đây lại cái người ta nói ố này dơ quá vậy, nhưng mà thiệt ra tôi chỉ cho vết ăn thôi mà. Thế bây giờ là nó to me it tastes really good, nhưng mà nó thiếu cái này nè, là Việt Nam mình lúc nào cũng vậy, cho miếng nước mắm nha. Chút xíu thôi, about 2 teaspoon của nước mắm. Cho nó thơm. Alright. Rồi mình tắt lửa được rồi con. Okay. See? And stir. Okay. Well, wow. You have to. Alright. Đó. Yeah. Okay. Đẹp ha. Okay, chút xíu nữa mình múc ra dĩa nha. Yeah. Và bây giờ we need to do the onto the ginger. Rồi. Đáng lẽ nãy giờ làm này, nhưng mà tại vì I know me. Let's not multitask. Ba làm nhiều thứ một lượt không được. Ba làm hồi nữa nó cháy tùm lum hết trơn. So forget it. Làm từ từ thôi. Cái này làm gừng. Mình chiên gừng lên. Để mình bỏ vô gà. Tì muốn bỏ bao nhiêu dầu bỏ rồi nha. Don't need to use the bomb. Không cần hết. Xài dầu đó. Không có cần mà để cho dầu nó sôi nữa. Let me see. Nãy gừng của con đó nè. Gừng của dép nè. Gừng của dép thì mình bỏ vô đây. See? At high heat. At high heat. Medium. Tùy theo thôi. Tùy theo cái pot này của mình. Không. Cái pot bự thì mình high heat. Còn không thì thôi. Biển sao giờ cái táp tùm lum mà cháy cái này. Ok, cái lúc này đó, cái gừng này á mình muốn để cho nó vàng lên. Cái gà nãy con hồi nãy cái gà con bỏ in the oven. Let me bring it out so you can show gia đình. Ok. Trong thời gian này nó vậy ha. Này qua đây. Ok, rồi. Con cái này nè, cái gừng á mình xào như vậy là được rồi, thấy không? Thấy không con? Ok. Yeah. Okay. Được rồi, phải không? Rồi mình tắt lửa đi. Nè. Qua đây. Cái nước tương này nè, nhớ không? Một muỗng đường, một muỗng nước, bốn muỗng nước tương. Mình chan lên đây. Gà thì gà vẫn rất nóng. Ok. Mà thấy không? Đẹp không? Vậy đi ha. Cái gừng này nè. Watch. No, but that's how supposed to be. Đừng có để cái dầu nó không có nóng. Nó phải cháy lên. Đồ tàu phải vậy nè, gừng vậy ha. Oh, it smells so good. Rồi chưa nha. Cái hồi nãy cái hành của mình sắc á. Cái hành mình sắc, rồi cái ba ngâm nước nè. Bây giờ ba chắc nước ra, bây giờ mình rải xung quanh nè. Ok, cho đẹp thôi. Nhưng mà ăn cũng rất là ngon.
Nhưng mà cô thì bà biết cô không ăn được đâu. That's a lot of onions. Nấu xong dịch cho đẹp, phải đẹp. Shut up. Bỏ cilantro cũng ngon lắm. Nếu mà cilantro phân nửa ôi, phân nửa hành, phân nửa cilantro. Too late now bro. Ok, chuẩn bị ăn nè. Thì biết rồi, mình ít không. Rồi ha. Ồ, body ơi, xong chưa? Nói tới xong chưa? Khoan, rồi. Cái rau muống xào chao của mình nè. Qua đây. Đem không? Cắt trái ớt bỏ lên. Đó, ớt nè, quá trời ngon thơm. Cái nước á thì bà để riêng. Bà không muốn để trong đây cho nó bị soggy, so. Wow. Rồi, bây giờ con post mình múc cơm ra rồi ăn để cho cô review. Ok. Rồi. Cái này là cái result của gà xì dầu gừng hành ra muống xào chao. Con mẹ luôn. Rồi, go ahead. Em nói đi. Cái này ăn với cái gì? Bây giờ nói thì em cứ... Anh không thì chứ không có nước tương, không có gì chứ hả? Không, tại vì nước tương anh đã đổi rồi. Thì nước tương nằm ở dưới, em phải chấm ở dưới thôi. Thì phải chở nó lên. À hả? Ăn đi con. Con ăn đi con. Cái breast của con bà để bên đây nè. Gì vậy miếng? Thơm. It smells really good. Yeah. That is so good. You like it, bro? Yeah, it's so good. Đó cái gà thì lúc nãy mà ba hấp lên á, about 45 minutes. Xong cái từ bắt đầu nước nó sôi lên, ba hấp 45 minutes xong ba tắt thì để cho nó chín từ từ. Cái quan trọng á là cái miếng thịt gà nó thấm cái mùi gừng thơm vô. Thì cái gừng ở cái gừng anh nhét ở trong bụng á. I review. Yeah. Cái quan trọng á là cái miếng thịt á, cái gừng á nó thấm vô bên trong của cái miếng thịt gà luôn. Nó thơm gừng mà thơm cái mùi gà. Nó hòa quyện với nhau. Mình chấm với cái nước sốt này nữa. Cái nước tương đó phải không em? Cái nước tương nữa. Cái nước tương em thấy làm sao? Không có được lắm. Nhưng mà không okay. Được hả? Nhưng mà tại vô cái ăn lạc. Đúng rồi, tại anh ăn lạc thôi. Đúng rồi. Anh. Nhưng mà như vậy là quá ngon rồi. Rất là ngon. Thế đáng lẽ đó, em phải thêm for you là phải thêm chiếc nước tương, nhưng mà for me and Grace là như vậy là đủ rồi, tại vì mặn anh ăn không được. I know. Thì bởi vậy anh nói gia đình cái lúc mình pha cái nước tương đó, my ratio là 1:1:4. Thì nếu mà gia đình mình ăn mặn hơn thì có thể đừng có xài cái nước tương kia, xài nước tương bình thường chêm vô cũng được. Cái này ăn không thì nó so với người ăn lạc là vừa ăn luôn. Dạ. Ăn với cơm thì phải thêm nước tương. Dạ. Nếu như ăn lạc nha. Dạ. Đối với con thì sao con thấy perfect or? Yeah, I mean actually the soy sauce hơi lạc. Hơi lạc phải không? It could be like chút xíu nằm hơn. Tại nãy bà lấy cái nước của gà bà chan lên đây cho nó môi sớ. Thôi nhưng mà thôi vậy đi. Thà mình lạc chút xíu. Đúng rồi. Cái thà nấu lạc, đừng nấu mặn. Nấu đừng mặn khó sữa. Mặn sữa không được. But if you were to eat the yeah with rau muống, both of them really complement each other. Cái rau muống có bị mặn không? No. Okay. But it's perfect. Nó không trúng nhau, nó không phải là một món đi trúng nhau. Ok. Cái này á, cái này mình có thể là mình ăn với miếng. Cái nước gà mà lúc ra ra mình luộc miếng, mình chấm với cái này thì em nghĩ nó sẽ ngon. Hay hoặc là bún, chứ nó không phải là với cơm. Hay là người Hồng Kông họ ăn với cái gì? Đồ ăn cơm em, tại vì cái này là đầu tiên cho ăn luôn á, ăn chưa bao giờ ăn luôn á. Cái này mình đi nhà hàng Tàu thì mình chiên mới mình ăn cái này. Dạ. Yeah, ăn với cơm thôi. Với lại rau muống này y chang vậy nè chứ không phải rau muống. Dạ. Yeah. Thì I cook exactly what I ate. Ngộ vậy. Tại sao phải ăn này với con muống? Đúng rồi. Nó không đúng. Nó no, nhưng mà tại sao đi còn thiếu một cái nữa là cái ruột mà chiên giòn nữa. Remember Gracie? Nó tại cái đó ăn order chứ không phải together. Không phải together but it always go together. Cái gà này. Nhưng mà gà này á của tụi Tàu làm á thì nó làm gà lạnh chứ không phải gà nóng. Gà này nó đem ra lạnh ngắt à. Nhưng mà mình không có thích ăn gà lạnh. Nhớ không con? Đó thì mình kêu gà nóng. Nhưng mà chiên môn cái gà này là ăn với rau muống này. Ngộ gì? Rồi ăn với lại
deep fried intestine có cái nhét cộng hành ở trong đó. Đúng rồi. Bữa nào thì anh làm cái deep fried intestine cho coi. Cái ruột mà ruột heo chiên giòn đó. Không, ruột heo chiên giòn tại vì cái này ăn với cơm, cỏ này thì có thể là mình ăn chơi ăn không. Ăn không á. Không. Thế không, anh không biết ăn không hay sao nhưng mà lúc đi ăn thì bắt buộc nó phải đi ba món vậy hả? Đó vậy đó. Tại vì mình kêu. Tại vì á, tại mình nhìn ta ăn mình thấy. Không, mình thấy mấy cái tụi mà mấy tụi người người Tàu nó vô trong đó nó ăn tụi Đài Loan đó. Nó vô nó ăn lúc nào cũng vậy. Phải là bắt buộc phải ba cái. Không. Tại mình thấy người ta ăn nhiều lần mình vô mình nhìn thấy người ta ăn vậy đó, vậy là chắc nó phải đi cái combo, thấy không? Cái mình bắt trước. Mà mình muốn ăn kiểu gì mình ăn chứ. Nhưng mà lúc mà làm cái này đó, I know là đối với Trang là sẽ là tại vì bà này ăn ăn mặn lắm. Nên em nghĩ là tưởng ăn chơi. Nó ăn chơi cũng được vậy. Anh ăn với cơm thì ok, ăn với cơm, chai nước mắm vậy đó. À. Có một cách xào với lại black bean nhưng mà thôi. Black bean kiếm không ra. Black bean cũng ngon lắm. Kiếm không ra nó mất tiêu rồi. Ở ngoài đẩy chứ. Dạ hả? Hồi nãy kiếm black bean không được tới xong cái đẩy thôi, cái xào chao. Bữa cái black bean mở ra nó expire 2 năm mình cũng chơi luôn. Dạ hả? Ừ. Ai biết đâu. Nha ha. Still recording? Yeah. Mấy cục xương của em mà để này nè. Ăn đi con. Cái chân này kia đó, mấy cục xương đó. Xong rồi bé đi. Yeah, you good? Mm-hmm. Alright. So, thôi, hopefully cái chia sẻ này sư gái thử cuối tuần ăn chơi được. À, thử thì thử. Nhưng mà nó phải là ăn với cơm. Cái này ăn với cơm với cái cuộc heo ăn với cơm. Cái này không phải cái này ăn chơi thôi. Ok, but cái đó là con mẹ cái, miền. Cái là cái mẹ miền Tây nói. Mẹ miền Tây thôi nha. Nhưng mà mỗi người mỗi ý. Đúng rồi, em cái này là cái thì bởi vậy mình đã nói là chia sẻ. Thì người nào muốn ăn sao thì ăn ha, người nào muốn ăn sao ăn. Comments whatever cho một cái like, một cái sub dễ thương. Cái này đăng ở bên kênh mới của Trang ha. Thì ủng hộ Trang nha. Ok, peace. Còn muốn nói gì không? No. Okay. Bye everyone. Okay, em muốn nói gì nữa không? Bye. Okay. Bye.